Sau khi hạ gục Daniel Mas, Luis Ortiz đã gọi Deontay Wilder và cuộc đàm phán mới được sắp xếp lại. Đến ngày 12 tháng Giêng năm 2018, các điều khoản đã được thống nhất cho cuộc so găng giữa Deontay Wilder và Luis Ortiz sẽ được diễn ra vào đêm 3 tháng 3 năm 2018 tại trung tâm Barclays ở thành phố New York với $200,000 cho Deontay Wilder và $500,000 cho Luis Ortiz. Trước đám đông khoảng 15.000 người, cả hai võ sĩ bất bại nhập cuộc thận trọng với Luis Ortiz cố gắng trong 4 hiệp đầu. Deontay Wilder bắt đầu nắm quyền kiểm soát ở hiệp đấu thứ 5. Tuy nhiên, võ sĩ người Cuba bất ngờ phản đòn ở hiệp đấu thứ 7. Với những cú đấm chính xác của mình, Luis Ortiz quyết tâm áp sát với những pha liên hoàn khiến cho nhà đương kim vô địch thế giới Deontay Wilder loạng choạng trên võ đài và may mắn được giải nguy khi hiệp đấu thứ 7 không còn thời gian. Một hiệp đấu tuyệt vời của võ sĩ người Cuba Luis Ortiz khi cả ba vị giám khảo đều cho anh 10 điểm so với 8 điểm mà Deontay Wilder nhận được. Luis Ortiz tiếp tục chủ động ở hiệp đấu thứ 8 và thứ 9, nhưng Deontay Wilder đã thành công trong việc di chuyển tránh đối thủ áp sát, đồng thời có được đòn đánh tay phải chính xác ở cuối hiệp 9 để tạo đà cho những đòn quyết định ở hiệp đấu thứ 10. Đáng chú ý là đòn móc của Wilder khi hiệp đấu thứ 10 còn 58 giây đã kết liễu tham vọng vô địch thế giới của King Kong, buộc trọng tài David Fields phải can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ người Cuba. Nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, Luis Ortiz cũng đưa ra suy nghĩ của mình rằng: "Tôi đã nhận được một đòn tay phải, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi vẫn lắng nghe được những chỉ dẫn mà ban huấn luyện của tôi đưa ra ở góc đài. Trong môn thể thao này, bất cứ cú đấm nào cũng có thể kết thúc một trận đấu. Đó là một cuộc so găng tuyệt vời và tôi đã chơi tốt." Võ đài MGM Grand ở Las Vegas chứng kiến nhà đương kim vô địch hạng nặng của WBC Deontay Wilder bước lên sàn đấu với một bộ trang phục trông giống như một vị vua của võ đài. Wilder đạt tỷ lệ thắng knockout tốt nhất trong lịch sử quyền Anh hạng nặng với 95%. Với tư cách là đối thủ thách đấu và cũng không còn lạ gì với Deontay Wilder, nên võ sĩ người Cuba Luis Ortiz nhập cuộc tự tin và chủ động áp sát với những cú đấm tay trái sở trường cực mạnh. Vì vậy, Luis Ortiz phần nào chiếm được cảm tình của ban giám khảo trong giai đoạn đầu sau những nỗ lực rất đáng ghi nhận trên võ đài. Tuy nhiên, sau khi có chút lợi thế về điểm kỹ thuật sau 1/2 thời gian dự kiến, thì King Kong lọt vào tầm của đối phương và ngay lập tức võ sĩ có nickname quả bom đồng khóa mục tiêu bằng đòn mồi tay trái trước khi đòn tay phải trực diện cực mạnh được Wilder tung ra đạt độ chính xác 100%. Nên ngay sau đó, người hâm mộ đã chứng kiến võ sĩ người Cuba Luis Ortiz nằm dài trên sàn đấu, buộc trọng tài Kenny Bayless phải quyết định kết thúc trận đấu ở hiệp đấu thứ 7 để bảo vệ sức khỏe cho King Kong. Andy Ruiz trông có vẻ thon gọn hơn trước nhưng trọng lượng vẫn tăng. Cụ thể, Ruiz chỉ có 116kg trong thời điểm anh đánh bại Chris Arreola. Bây giờ, Ruiz nặng đến 122kg. Luis Ortiz cũng tăng cân so với trận đấu gần đây nhất của anh. Thời điểm Ortiz đánh bại Chad Martin, anh nặng 110kg. Bây giờ anh nặng 111.4kg. Dòng bụng thon gọn của Andy Ruiz là dấu hiệu cho thấy anh đã tập luyện siêng năng. Tuy nhiên, trọng lượng của Andy Ruiz vẫn nặng hơn 0.45g so với thời điểm anh hạ gục Anthony Joshua vào tháng 6 năm 2019 và nặng hơn đến 6kg so với thời điểm anh thắng Chris Arreola. Trọng lượng của Luis Ortiz lúc này là cao nhất trong sự nghiệp, nhưng chỉ hơn 1kg so với thời điểm anh đánh bại Chad Martin. Một chi tiết có thể liên quan đến kết quả thắng thua giữa Andy Ruiz và Ortiz khi Oleksandr Usyk tuyên bố chỉ thượng đài vào năm 2023, còn Tyson Fury thì quyết thượng đài vào tháng 12 năm 2022. Tyson Fury vừa tuyên bố anh không cần phải chờ đợi Usyk vào năm sau, đối thủ khác sẽ được Fury tuyên bố vào tương lai gần. Rất có thể ngụ ý của Fury là chờ đợi kết quả trận đấu giữa Andy Ruiz và Luis Ortiz. Khi đó, Fury sẽ chính thức tuyên bố đối thủ của anh vào cuối năm 2022 là ai. Andy Ruiz và Luis Ortiz đều được tạp chí The Ring xếp hạng lần lượt thứ 5 và thứ 6. Người thắng trong cuộc so găng này sẽ trở thành thách thức bắt buộc của WBC. Cả hai võ sĩ đều tỏ ra quyết tâm ngay từ sau tiếng chuông khai cuộc. Những cuộc trao đổi cú đấm nặng nề khiến trận đấu diễn ra sôi động. Trong hiệp thứ 2, đòn tay phải của Andy Ruiz trúng đầu khiến Ortiz hụi xuống
võ sĩ người Cuba đáp ứng yêu cầu của trọng tài Thomas Taylor để tiếp tục cuộc chơi. Để chứng minh không có vấn đề gì, Ortiz làm rung chuyển Andy Ruiz bằng những đòn tay trái sở trường. Dù dính đòn của Ortiz, nhưng Andy Ruiz với tốc độ và sức mạnh đã hạ gục Ortiz một lần nữa. Trận đấu vẫn tiếp diễn khi Ortiz đáp ứng yêu cầu của trọng tài. Luis Ortiz đang tích lũy điểm ở hiệp đấu thứ 7, nhưng anh lại dính một đòn tay phải của Andy Ruiz. Sự cố này khiến King Kong ngã đài lần thứ 3. Tuy nhiên, Ortiz không bị tổn thương từ cú đấm của Andy Ruiz. King Kong có những khoảnh khắc của riêng mình khi trận đấu trôi về những phút cuối. Cảm thấy mình bị lép vế về điểm kỹ thuật, Luis Ortiz chủ động áp sát trong hiệp cuối cùng. Tuy nhiên, võ sĩ người Cuba đã không tìm thấy đòn quyết định cho đến tiếng chuông vang lên kết thúc cuộc chơi. Tất cả giám khảo đều nhận định Andy Ruiz chơi tốt hơn so với Luis Ortiz thông qua số điểm 114-111, 114-111 và 113-112. Có nghĩa là hy vọng về lần thứ 3 thách thức danh hiệu thế giới của Luis Ortiz bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc chiến này.